Biên tập viên Việt Anh kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành và làm cầu nối của quý vị và các bạn với thầy thuốc tư vấn trong chương trình sức khỏe của bạn hôm nay. Nhân dịp năm mới 2014, xin kính chúc quý vị và các bạn một năm an khang, hạnh phúc và thịnh vượng. Đặc biệt là có một sức khỏe dồi dào để có thể thực hiện thành công các mục tiêu trong cuộc sống. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sức khỏe của bạn phát trực tiếp trên sóng truyền hình Nghệ An NTV, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1 vào 16:30 chiều thứ bảy hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự phối hợp của Sở Y tế Nghệ An và sự tài trợ của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình sức khỏe của bạn tuần trước, chúng tôi đã nhận được rất nhiều điện thoại từ quý vị khán thính giả gọi về cho chương trình để được bác sĩ tư vấn về bệnh đau nửa đầu. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được tiếp tục chủ đề này với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Văn Long, Phó trưởng khoa thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Ngay từ bây giờ, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chương trình theo số 038-6262-999 đang hiện trên màn hình. Xin chào bác sĩ Nguyễn Văn Long ạ. Dạ, xin vâng, cảm ơn bác chị. Sĩ đã đến tham gia trong chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào biên tập viên Việt Anh cùng toàn thể các quý vị khán thính giả của chương trình sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Nghệ An. Tôi cũng là một bác sĩ rất là may mắn khi được tham gia cái chương trình sức khỏe của bạn số cuối cùng của năm 2013 và số đầu tiên của năm 2014. Thì nhân dịp năm mới năm 2014, tôi xin gửi đến lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng đến toàn thể nhân viên của chương trình cũng như là gửi đến lời chúc đến toàn thể quý khán giả thính giả của Đài Truyền hình Nghệ An. Ngày hôm nay tôi rất vui khi được tham gia chương trình và tiếp tục về cái đề tài đau nửa đầu của số cuối cùng năm 2013 đang làm dở. Vâng ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ạ. Và khi ngày đầu tiên chương trình của chúng ta lên sóng thì chúng tôi đã kết nối được với quý vị khán thính giả đầu tiên gọi về cho chương trình ạ. Alo. Alo. Vâng, thưa của chương trình đã bị gián đoạn và để tiếp tục chương trình thì tôi xin được nêu một câu hỏi thưa bác sĩ Nguyễn Văn Long, thì bác sĩ có thể cho biết là các cái triệu chứng cơ bản của bệnh đau nửa đầu thì thường được biểu hiện như thế nào ạ? Và cái đau bệnh đau nửa đầu hay tên quốc tế gọi là đau đầu migraine thì nó có các đặc điểm sau đây. Đặc điểm thứ nhất ấy, là cái thời gian của cơn đau nó kéo dài từ 4 đến 72 tiếng. Đặc điểm thứ hai là có những cái đặc trưng của cái triệu chứng đau, đó là đau một bên nửa đầu. Cái đau khi cơn đau thì đau có tính chất mạch đập. Trong cơn đau thì có thể là có cảm giác buồn nôn hòa và hoặc nôn. Ngoài ra còn có một dấu hiệu nữa đấy là có thể là có sợ ánh sáng, sợ tiếng động. Thưa bác sĩ, vậy thì là các cái triệu chứng của bệnh đau nửa đầu thì có gì khác hơn để mà có thể phân biệt được là bệnh đau nửa đầu của bệnh này hay là của bệnh kia ạ? Thật ra cái đau nửa đầu thì nó có rất nhiều nguyên nhân và mỗi nguyên nhân thì nó có cái đặc điểm riêng của nó. Những cái dấu hiệu mà tôi vừa mới nêu trước đó là cái triệu chứng của đau nửa đầu migraine. Còn những tùy thuộc vào nguyên nhân mà nó có biểu hiện khác nhau của triệu chứng. Ví dụ như đau nửa đầu trong cái u não hoặc u màng não chẳng hạn, thì nó về thời gian thì nó không kéo dài từ 4 đến 72 tiếng mà nó có nó đau liên tục từ ngày này sang ngày khác và đau càng ngày càng tăng. Gần như tất cả các thuốc giảm đau đều không có hiệu quả đối với cái đau đầu này. Ngoài ra còn có biểu hiện khác nữa, ví dụ như có liệt nửa người hoặc là rối loạn cảm giác nửa người trong cái đau đầu do u não hoặc là u màng não. Đó là u màng não và u não là như thế. Còn có những bệnh khác nữa, ví dụ như đau đầu do bệnh glaucoma thì
Ngoài cái triệu chứng đau nửa đầu ra thì còn có triệu chứng ở mắt. Ví dụ bệnh nhân có thể là nhìn mờ, có thể là đỏ mắt ở cái bên mà bị đau nửa đầu. Một ví dụ nữa là đau nửa đầu trong cái bệnh viêm viêm động mạch thái dương. Thì ngoài cái triệu chứng đau nửa đầu thì mình khi mà mình sờ lên chỗ thái dương của cái nửa đầu bên đau ấy thì nó có thể thấy một cái nó như kiểu một cái sợi dây cái chỗ cái vùng thái dương do cái động mạch thái dương nó bị viêm nó sưng sưng lên. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Kỹ thuật viên của chúng tôi đã kết nối được với quý vị khán thính giả gọi về cho chương trình. Alo. Alo. Tôi nghe đây. Alo. Tôi nghe mà. Vâng, chào anh ạ. Anh có thể cho biết là anh gọi Vâng. điện thoại từ đâu ạ? Tôi gọi điện thoại từ cũng như sao anh? Dạ, thế anh có câu hỏi về bệnh đau nửa đầu của mình phải không ạ? Tôi đau nửa đầu, sau đó đau lên cả đỉnh đầu nữa. Vâng. Vâng. Hiện nay là tôi uống được cái trước đây tôi uống được cái Cetusen đi. Dạ. Là một thời gian thì nó khỏi. Thỉnh thoảng nó tái phát lại. Bây giờ tôi có uống được không? Thì cái thuốc này tôi thấy họ bảo là nó. Dạ. Cái thứ hai nữa là tôi muốn hỏi là cái thuốc mà bác sĩ họ kê cho tôi cái thuốc chữa đau đầu đấy, Dạ. thần kinh ở đau đầu đấy, Dạ. là cái thuốc COGMATIL. Cái thuốc này thì tác dụng phụ vẫn là tôi ở tạm không uống được. Muốn hỏi bác sĩ là cái tác dụng phụ của hắn là vì tôi bị bệnh cả thần thì cả bị hở van tim, do vậy mà cái thuốc này là để là uống là có thể là bị rối loạn nhịp tim, có thể tử vong, rồi là bị thần thì là có thể nó tăng áp huyết. Dạ. Muốn hỏi là và muốn hỏi cả hai câu hỏi như vậy. Dạ, bác cũng xin lắng nghe Dạ. rõ câu hỏi của khán thính giả chị ạ. Nghe rồi ạ. Dạ. Khán thính Vâng. giả có trình bày là bị đau nửa đầu mà lên đến đỉnh đầu cũng lâu năm rồi và thường uống thuốc Cetusen để giảm cơn đau. Tuy nhiên thì vừa rồi thì bác sĩ có kê một cái loại thuốc mới nhưng mà có các cái phản ứng phụ là gây suy thận, suy gan mà bệnh nhân này thì đang bị bệnh tim và huyết áp cao. Vậy thì họ hỏi là bác sĩ không biết là có thể tư vấn được là có dùng được cái thuốc này hay không ạ và cần phải đi khám như thế nào để điều trị cái bệnh đau nửa đầu này. Vâng. Alo ạ. À, tôi nghe đấy em. Alo ạ. À, tôi nghe mà. Dạ. Bác cho bác sĩ của chương trình hỏi một tí về cái triệu chứng của bác. Alo. Vâng, tôi nghe. Bác bị đau đầu là mấy năm rồi bác nhỉ? Lâu lắm rồi, có cái 30 năm rồi, bây giờ nó bị tái phát lại. Tức là trong vòng 35 thì tái phát lại mấy lần hả bác? Hay là bây Thỉnh giờ? thoảng nó bây giờ cũng nhớ rồi, cũng nhớ đó, bởi vì khi nào nó bị dậy thì tôi lại uống thuốc mà. Alo. À, tôi alo, tôi nghe đây, tôi trả lời đây. Vâng. Tức là cái đau nửa đầu của bác thì cái cơn đau nó có dài không bác nhỉ? Đau thì nó đau, cũng là đau đầu và nó cứ chót ở trên đỉnh đầu đấy. Nó đau từ cái gãy lên đỉnh đầu rồi nó chót lên đỉnh đầu rồi là hiện tượng không ngủ được, nó choáng, Vâng. nó choáng. Và hiện nay là tôi bị kiểm tra thì bị cả thần kinh, thì bà cái thiếu máu tuần hoàn não, Vâng. tuần hoàn não. Vâng. Bác đã đi kiểm tra ở đâu rồi? Chúng ta bệnh viện Trung ương này, Bệnh viện nào nhỉ? bệnh viện 108. Vâng. Thế thì mỗi lần đi kiểm tra thế thì bác sĩ kê đơn cho bác về uống thuốc có lâu không? À, uống thuốc thì họ cho uống là cái thuốc ngủ là amidazine, Vâng. nhưng mà tôi có về tôi không uống, bởi vì uống cái đó thì họ cho là cái liều lượng chỉ 1/2 đến 1 viên thôi Vâng. sau khi đi ngủ, nhưng mà về tôi uống chỉ 1/3 mà cũng ngủ cũng chết đi. Sau đó thì sớm dậy là bị loạn nhịp tim, tôi không uống nữa. Vâng. Và tôi quay lại uống cái Cetusen, nó bảo cái Cetusen nó bây giờ nó độc lắm. Um, Dân nào vào chứ. và vấn đề của bác bây giờ thế này bác này. Thứ nhất là cái đau nửa đầu phải tìm ra nguyên nhân để mà điều trị. Thì không biết bác đi khám ở ngoài bệnh viện Trung ương thì bác đi khám ở phòng khám hay là bác đi khám ở đâu thì cũng không rõ lắm. Nhưng mà bây giờ tốt nhất là bác đưa tất cả những cái thuốc
của bác đang uống đấy, đến một cái bệnh viện chuyên khoa mà có một cái bệnh viện mà có chuyên khoa thần kinh ấy, để bác sĩ xem lại những cái thuốc mà bác đang dùng, và kèm theo vào đó là bác sĩ sẽ khám lại một cách tổng thể cho bác rồi sau rồi để tìm ra nguyên nhân của đau đầu của bác là cái gì. Chứ còn mình uống thuốc, khi thì uống thuốc này, khi thì uống thuốc khác thì nó không có lợi đâu bác ạ. Không có lợi ạ? Vâng ạ. Vâng, vâng. Thì, vâng. Vâng. Cái Tetrasen nó có độc không bác sĩ? Tetrasen thì nó chỉ giải quyết về cái giấc ngủ của mình thôi. Và cái Tetrasen thì mình người ta chỉ, bác sĩ chỉ khuyên dùng từ 10, tối đa là 10, 14 ngày thôi bác ạ. Còn không dùng nhiều đâu bác ạ. Alo ạ? Dạ. Bác nghe rõ chưa ạ? Nghe. Dạ, dạ. Cho nên là vấn đề của bác là bác sĩ khuyên bác nên đi kiểm tra lại chỗ bệnh viện có chuyên khoa thần kinh, bác sĩ chuyên khoa thần kinh sẽ xác định xem cái đau đầu của bác là cái gì, sau đó bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị cho bác. Còn bác không nên uống thuốc nhiều loại như thế, và khi thì uống thuốc này, khi thì uống thuốc khác như thế bác ạ. Bác nghe. Uống amidazin vào thì nó cũng hợp với tôi thì sao ạ? Đấy, vì thế cho nên là bác sĩ khuyên bác nên đi kiểm tra lại, và sau rồi bác sĩ sẽ có cái phác đồ điều trị cho bác ạ. Không nên, không nên bác ạ. Vâng, bác nghe rõ tư vấn của bác sĩ không ạ? Nghe cũng rõ lắm. Dạ, tức là bác sĩ có tư vấn cho bác rằng là bác nên mang những cái thuốc mà đã được kê trước đây để bác sĩ chuyên khoa thần kinh ở một bệnh viện tuyến tỉnh, hoặc là bác có điều kiện đến bệnh viện nào đó thì họ sẽ xem và lúc đó thì sẽ tư vấn và có phác đồ điều trị cho bác phù hợp với cái bệnh đau nửa đầu của bác ạ. Xin cảm ơn bác đã gọi về cho chương trình ạ. Tiếp theo chúng tôi xin được kết nối với một quý vị khán thính giả khác gọi về. Alo. Alo. Ở đây. Dạ, chào bác Nguyễn Quốc Ấn ạ. Bác ở Đức Thọ gọi điện thoại về cho chương trình phải không ạ? Vâng, cảm ơn. Dạ. Xin chào chương trình, xin chào bác thầy. Dạ, dạ vâng, chào bác. Vâng. Hiện nay như vậy là bác đau trên đỉnh đầu, đau khắp trên đỉnh đầu. Vâng ạ. Đau là nằm thì không đau, nhưng mà ngồi dậy và đi lại là đau và choáng. Vâng ạ. Khó đi lại. Vâng, vâng ạ. Nhìn ngược khó nhìn. Nhìn một khó nhìn có nghĩa là như thế nào bác nhỉ? Hả? Nhìn ngược thì khó nhìn đấy. Nhìn ngược thì khó nghe nhìn đúng không ạ? Rồi thì mắt cứ muốn nhắm. Vâng ạ. Thì giờ bệnh như vậy là đã 4 tháng rồi. Vâng. Có đi điều trị tại bệnh viện 4, nhưng mà khi từ khi bên giờ thì bệnh cũng giảm. Vâng ạ. Thì giờ chính là bác thì một lời khuyên như thế nào, hiện nay là nên thế nào? Và một cái thứ hai nữa là nằm thì bây giờ là tức, nhất là nằm ngửa thì là càng tức nhiều. Tức ở đâu hả bác? Tức là tức ở bụng ngực á. Vâng. Phần ngực á. Vâng ạ. Và tức là bác bị đau đầu 4 tháng rồi đúng không ạ? 4 tháng rồi. Vâng. Thì trong vòng 4 tháng vừa rồi thì bác đau liên tục hay là có thời điểm nào nó hết đau không hả bác? Đau liên tục, cứ đau liên tục. Thì lần mà đau tháng đầu tiên thì đau nặng thì phải đi viện. Vâng ạ. Đi viện thì như vậy là ở viện thì đã điều trị thì như vậy thì cũng xin lời bác thì là cũng đã viện 1 tháng. Vâng ạ. Thì coi như là ở viện thì truyền dịch này, rồi tăng cường tinh hoàn nào này, vâng, giảm đau này, chống viêm này, vâng, giảm cơ này, thính tổ và an thân. Vâng, vâng. Thì đã điều trị rồi nè. Còn thuốc kháng thì hiện tại về nhà thì không uống chi thêm, nhưng mà chỉ uống thuốc bắc. Vâng. Thì tình trạng bệnh hiện nay thì là phần choáng nè, phần đau đầu nè, đi lại khó nè, và là nằm thì đỡ, còn đi lại thì chẳng không khó đi. Vâng. Thì xin bác tư vấn cho ông cho bây hiện tại cho người ta nên như thế nào? Vâng. Vấn đề của bác thì bác sĩ của chương trình khuyên bác thế này này. Thứ nhất là bây giờ bệnh của bác là 4 tháng rồi mà đau liên tục.
Thế thì bây giờ cần phải xác định cái nguyên nhân đau đầu của bác là cái gì, mà có thể là qua khám và hỏi thì nó cũng không xác định được, mà cần phải làm thêm một cái số xét nghiệm nó cao cấp hơn, ví dụ như chụp CT này, cộng hưởng từ này, để xem xác định xem có cái nguyên nhân tổn thương thực thể gì nó gây đau đầu của bác, đau đầu liên tục trong vòng 4 tháng Vâng. bác ạ. Vâng. Đấy, cho nên là vấn đề của bác có thể quay lại bệnh viện, những cái bệnh viện mà có thể làm những cái xét nghiệm cao cấp ấy, chụp Vâng. CT cộng hưởng từ Vâng. đấy, để xác định nguyên nhân cái đau đầu bác ạ. Vâng. Thì từ mình tìm ra được nguyên nhân đau đầu thì lúc ấy mình điều trị mới có kết quả được. Dạ. Dạ. Hiện nay thì xin lỗi bác là chi tiết thì chụp rồi. Nhưng mà trong chi tiết thì như vậy là họ bảo kết quả là không có ảnh hưởng thay đổi gì về tỷ trọng nhu mô nào, không thấy xuất hiện huyết nào trong các khoang măng nào, Vâng. hệ thống nào thắt hệ thống nào thắt hai bên không gian cánh đôi, dịch nào tùy đông nhất, đường chừa không dí lệch, các rãnh cuộn nào hai bên bình thường. Tức là triệu chứng của các cái kết quả chụp của bác thì là đều cho cái kết quả bình thường phải không ạ? Vâng. Dạ, thì bây giờ là bác sĩ đã tư vấn là bác có thể đến bệnh viện mà có những cái thiết bị cao cấp hơn, ví dụ như là cộng hưởng từ ạ, thì là bác Vâng. có thể đến đó để tiếp tục là kiểm tra xem, để phát hiện xem là cái bệnh đau nửa đầu của bác là do nguyên nhân gì để có cái hướng điều trị thích hợp ạ. Vâng. Dạ, cảm ơn bác đã gọi về cho chương trình. Vâng, xin cảm ơn chương trình, chúng Dạ. tôi với bác thầy ạ. Dạ vâng Vâng, xin chào bác ạ. vâng À, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trực tiếp trên sóng truyền hình NTV, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh VinaSat 1 vào 16:30 chiều thứ bảy hàng tuần. Quý vị quan tâm có thể gọi điện thoại về cho chương trình theo số 0386299. Thưa quý vị gọi điện cho chương trình thì xin hãy nêu thật ngắn gọn những cái triệu chứng mà quý vị đang gặp phải thì bác sĩ mới có thể tư vấn được một cách phù hợp cũng như là đưa ra những cái định hướng để có thể giúp quý vị là tìm kiếm được nguyên nhân căn bệnh của mình và điều trị có hiệu quả. Bây giờ chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với một quý vị khán thính giả nữ 33 tuổi. Alo. Dạ, alo, em chào chị ạ. Dạ, chào chị Quế ạ. Dạ. Chị có câu hỏi về chứng bệnh đau nửa đầu của mình thì xin mời chị được trao đổi với bác sĩ ạ. Dạ, alo, em chào bác sĩ ạ. Vâng, chào chị. À, bác sĩ ơi, cho em hỏi cách đây 7 tháng là em Vâng. có sinh cháu á. Vâng. Mà em là sinh mổ, nhưng mà đợt tôi là sinh mổ, nhưng mà kiểu bác sĩ tiêm thuốc tê. Vâng. Xong rồi quá liều. Rồi xong em là cái tuần đầu tiên của lúc nằm bệnh, nằm viện ấy, là nó đau nửa, nó đau cả một cái đầu luôn. Tức là Vâng. không thể dậy được á. Vâng. Ngồi dậy là choáng váng. Vâng. Nhưng mà sau một thời gian bác sĩ bảo là uống cái thuốc hoạt huyết dưỡng nào Vâng. để cho nó đỡ, sau một thời gian tiêm thì cũng có đỡ, nhưng bây giờ đến giờ thì vẫn cứ có đau nửa đầu. Như cho em hỏi bác sĩ thì là cái chứng bệnh này nó có ảnh hưởng gì đến với sau này không ạ? Cái mức độ đau của chị như thế nào nhỉ? Có ảnh hưởng nhiều đến 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 sinh hoạt hàng ngày của chị không chị? Cái tuần đầu tiên là có như là mình chỉ nằm ở trên giường chứ không có cử động được, ngồi dậy là đau choáng váng, chỉ có nằm thế ạ. Vâng. Tức là đợt em tiêm thuốc tê, nhưng mà tiêm liều đầu tiên này tức là chưa tê thì bác sĩ đã mổ. Nhưng sau em kêu đau thì bác sĩ bảo là hỏi chưa tê à, thì em bảo vâng chưa tê, thì bác sĩ tiêm tiếp một liều thuốc tê tiếp theo. Sau đó là hội chứng, sau em hỏi bác sĩ thì bảo là đó là hội chứng của sau gây tê của mổ ạ. Nhưng mà cái đau đầu của chị bây giờ nó đau như thế nào chị nhỉ? Đau Bây cả giờ nó đau, nó ngày cứ hay đau nửa đầu, nó đau từ đầu gáy sau gáy ạ, nó xong nó đau nửa đầu bên phải ạ. Vâng, nhưng mà đau cả ngày từ ngày này sang ngày khác hay là Không, cứ thỉnh thoảng đồng trời nên nó đau anh ạ. tức là khi nào đồng trời mới đau thôi ấy Dạ vâng ạ. chị. Nhưng mà từ trước đến giờ có khi nào chị đau như thế không chị? Dạ không ạ, từ trước bây giờ em chưa khi nào đau đầu mà đau kiểu như thế cả. Bây giờ cứ từ cái đợt mổ đến bây giờ là cứ đau thường xuyên, tức là lúc nào đồng chơi là bắt đầu lên cái đau nửa đâu ạ. Và ngoài Mà đau em dùng thuốc hoạt huyết dưỡng nào nhưng mà cũng không ăn thuốc ạ. Nhưng mà bây giờ em đang cho con bú cho nên bây giờ cũng chưa chưa ấy được. Cái em muốn hỏi bác sĩ là có cái cách điều trị như thế nào cho nó hợp lý, với em đang cho con bú ạ. và tức là cái đau đầu trước có ảnh hưởng nhiều đến cái sinh hoạt hàng ngày của chị không chị nhỉ? Thì nói chung là đau, nhưng mà nói đau so với là đau đầu
bình thường thôi con, thì cũng không ảnh hưởng lắm. Tức là khi nào nó đau thì mình phải nằm, chứ con mình mà ngồi dậy lên nó choáng. Vâng. Dạ. Chị vẫn ngủ được bình thường chứ ạ? Dạ ngủ ít đấy ạ. Vì là cứ ít ngủ hơn so với trước đấy ạ. Vâng. Dạ. Thế thì bây giờ cái đau đầu của chị là tôi nghĩ nhiều đến cái đau đầu do migraine chị ạ. Dạ. Cái đau đầu do đau nửa đầu ấy, tiếng quốc tế người ta gọi là đau đầu migraine ấy. Dạ. Đấy. Thế thì hiện tại bây giờ với mức độ đau của chị thì theo tôi là chị chỉ cần điều chỉnh những cái chế độ sinh hoạt thôi, chứ còn uống thuốc thì chị chưa nên, tại vì bởi vì hiện tại bây giờ chị đang nuôi cháu nhỏ. Dạ. Điều chỉnh những cái chế độ sinh hoạt đó là gì? Đó là một là chị đừng có căng thẳng quá này. Dạ. Hai này, chị làm sao đấy cho để lấy lại một cái giấc ngủ nó tốt hơn. Kiểu tức là khi mà nuôi cháu nhỏ thì nhiều khi đêm rồi sau đó mình phải thức dậy. Thì mình cố gắng làm sao đấy để ngủ cái thời gian để đảm bảo về cái thời gian cho cái giấc ngủ. Ví dụ như đêm chị ngủ không đủ thời gian thì ban ngày chị có thể tranh thủ chị ngủ thêm để đảm bảo cái giấc ngủ của chị. Rồi sau này khi mà cháu bé nó lớn lên, nó được 18-24 tháng ấy, thì chị nên đi kiểm tra, xong rồi lúc ấy bác sĩ sẽ có cái phác đồ điều trị cụ thể cho chị. Nhưng em muốn hỏi bác sĩ là sau này khi hội chứng mà sau mổ nên là nó có ảnh hưởng kéo dài với sau này không ạ? Thật ra cái đau đầu của chị thì phải theo dõi. Chứ còn để mà đứng tại thời điểm này để mà kết luận kéo dài sau này thì cũng rất là khó chị ạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Chị, dạ vâng, em xin cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ vâng, chào chị. Xin được cảm ơn chị. Chào chị. Chúng tôi tiếp tục kết nối với một quý vị khán thính giả khác gọi về cho chương trình. Alo. Alo. Vâng, chào anh Hải ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, anh gặp bác sĩ để tư vấn cho cái thắc mắc của anh ạ. Xin mời anh được trao đổi bác sĩ ạ. Dạ vâng. Vâng, chào anh ạ. Dạ, chào bác sĩ ạ. Dạ vâng ạ. Bác sĩ cho em hỏi, em thường xuyên hay đau và em đã đi khám và thì được bác sĩ bảo là đau tiền đình, nhưng mà đi uống bao nhiêu lần thuốc nhưng mà hầu như không được, nhưng mà sao bác sĩ đi như thế nào ạ? Anh bị đau đầu mấy năm rồi anh nhỉ? Dạ em đau khoảng tầm được phải 3 năm rồi ạ. 3 năm. Cái anh bị đau liên tục hay là đau từng cơn một? Hầu như là từng cơn một ạ. Và từng những lúc trở trời là thường là đau nhiều hơn ạ. Đau toàn bộ đầu hay là đau một nửa đầu chị anh? Đau nửa đầu về trước bác sĩ ạ. Đau nửa đầu về trước. Dạ vâng ạ. Có kèm theo dấu hiệu gì khác nữa không anh? Những lúc đau đầu như vậy thì ngồi xuống thì thấy hay ngồi xuống nó đứng về thì thấy hoa mắt nữa. Khi mà lên cơn đau thì nó có buồn nôn, có nôn gì không? Dạ không ạ. Vâng. Dạ vâng. Anh đã đi kiểm tra đau trong vòng mấy thời gian tương đối dài, thế thì anh đã đi kiểm tra được, đã đi khám ở đâu rồi ạ? Dạ, đầu tiên thì em khám ở bệnh viện Cửa Lò, bệnh viện Đa khoa Cửa Lò, sau đó thì cũng nói là bị tiền đình, sau đó em cũng đi bệnh viện 115 và sau đó bệnh viện Đa khoa Nghệ An cũng nói về, nhưng mà em mình thuộc bán, nhưng mà lần thuộc rồi, nhưng mà đợi, và sau đó còn những người giới thiệu cũng thuộc Nam mà tính rồi đấy. Bác sĩ ạ? Vâng. Thế vấn đề của anh bây giờ thế này, thứ nhất là về bệnh thì tôi nghĩ nhiều đến cái đau đầu migraine nhiều hơn. Anh ạ, về phương pháp điều trị thì ở từ Cửa Lò lên Vinh thì nó cũng không xa lắm. Thế nên theo tôi nghĩ là anh có thể sắp xếp một thời điểm nào đấy anh lên chỗ khoa thần kinh của bệnh viện tỉnh. Thì tôi sẽ kiểm tra lại cho anh, nhà tôi sẽ có cái phác đồ điều trị cho anh ạ. Dạ vâng. Vâng. Xin cảm ơn quý vị đã gọi về cái chương trình ạ. Tiếp theo chúng tôi xin được liên lạc kết nối với một quý vị khán thính giả khác. Alo. Alo. Vâng, chào chị Hà.
Cảm ơn chị đã gọi về cho chương trình ạ. Vâng, xin mời chị trao đổi với bác sĩ cái vấn đề mà chị Em đang từ quan ở tâm. Bình Thuận về thành là nó hơi rõ, hơi nhỏ tiếng xíu ạ. Vâng, chào chị. Chào chị. Dạ, em chào bác sĩ ạ. Bác sĩ Vâng, ơi, chào chị. em đau đầu nay là 8 năm rồi ạ. Vâng ạ. Mà em đau đầu cái hồi đó là em đi khám là ở trong này là họ nói là rối loạn tuần hoàn não ạ. Vâng ạ. Thì thường xuyên là em đi uống thuốc, cứ 3 tháng là uống hết một lần thuốc rồi đến này khám lại, khám ở bệnh viện tỉnh Đa khoa Bình Thuận á. Vâng. Thì khi hết thuốc nó lại đau ạ. Mà đau mình nhiều khi em đi làm đi nửa chừng là phải dừng xe lại chạy đi choáng mặt. Thì theo bác sĩ bây giờ em đi vô thành phố khám một lần. Cái năm 2008 thì họ cũng nói là thiếu máu não. Thì về ăn uống thì chung là cái sự ăn uống sinh hoạt của em rất đầy đủ và rất là chỉ là thuận tiện cho em. Vâng. Mà cái triệu chứng đó nó vẫn lặp đi lặp lại bác sĩ à. Hiện bây giờ em đang vẫn đau, đang đi chuyển bác sĩ đi mà đang vẫn đau đầu. À, đau nửa đầu hay đau cả đầu chị nhỉ? Em đau nửa đầu trái ạ. Đau nửa đầu trái, đau từng cơn. Dạ. Đau từng cơn hay đau liên tục chị? Em đau không phải đau liên tục nhưng mà giả sử như có khi đau 3 ngày. Vâng. Nó hết uống thuốc nó lại bớt rồi lại đau tiếp. Mà vâng. Khi bớt thuốc nó bớt mà thường đau khi khoảng 3 giờ sáng là đau là đau. Vâng. Dạ. Trong những cái lần mà chị đi điều trị như thế thì lần dài nhất là chị uống thuốc trong vòng bao lâu chị? Dài nhất là bác sĩ cho em uống ở bệnh viện trong Chợ Giấy là cho em uống tới 3 tháng ạ. 3 tháng nhưng mà vẫn đau. 3 tháng là uống nó bớt, thì trong thời gian mà uống thuốc tiền miên như vậy thì nó bớt. Vâng. Nhưng khi uống hết thuốc rồi khoảng chừng một tuần hoặc là nửa tháng trở lại nó lại đau. Vâng. Mà đi chụp CT em làm đủ điều thì nói chung là em điều kiện rất đầy đủ để mà chăm sóc khỏe của em. Vâng. Dạ. Rồi mới gần đây thì em đi khám thì bác sĩ hỏi em là mãn kinh chưa, em điều chưa, kinh nguyệt vâng. vẫn đều. Vâng. Dạ. Vâng. Vấn đề của chị thì bác sĩ của chương trình nghĩ nhiều đến một cái đau đầu migraine chị ạ. Nhưng mà cái đau đầu migraine của chị sợ là đau đầu migraine mãn tính rồi. Dạ. Uống thuốc thì có đỡ nhưng mà bây giờ nó vẫn cứ đau. Thế thì bác sĩ khuyên chị là nên đi khám chỗ bác sĩ thần kinh, khám lại chỗ bác sĩ thần kinh. Sau đó bác sĩ thần kinh sẽ điều chỉnh cái thuốc cho chị. Có thể là phải dùng thuốc kết hợp. Tức là điều trị dự phòng nhưng mà phải dùng thuốc kết hợp chị ạ. Tức là của chị thì cái đau đầu migraine mãn tính thì điều trị nó sẽ phức tạp hơn so với những cái trường hợp khác. Em lần đau là em vẫn đi khám bác sĩ ạ, không phải là em uống thuốc ngoài. Vâng. Tức là một lần em đau trở lại như vậy là em cứ lên bệnh viện em khám lấy thuốc. Vâng. Dạ. Nhưng mà là chị bác sĩ khuyên chị nên đi khám chỗ một cái bệnh viện mà có chuyên khoa thần kinh ấy. Bệnh viện là đa chuyên khoa khoa thần nhưng kinh. Mà có chuyên khoa thần kinh, có bác sĩ chuyên khoa thần kinh chị ạ. Dạ thì, đúng rồi, thì em đến bệnh vâng. viện là họ có chỉ có khoa thần kinh nhờ khám. Vâng. Dạ, mà uống xong rồi nó lại bớt. Trong khi uống thuốc thì nó bớt, nhưng mà ngưng thuốc khoảng chừng 10 đến 15 ngày nó lại bị trở lại. À, vâng, thì như lúc nãy trao đổi với chị đấy, tức là của chị là cái đau migraine nhưng mà đau migraine mãn tính. Cho nên là điều trị nó lâu dài này, nó hay bị lại này. Và thứ hai nữa bây giờ chị lại bị lại như thế thì chị lại phải đi kiểm tra lại rồi trong các phác đồ điều trị sợ là phải có kết hợp tức là điều trị cái phác đồ phải nhiều thuốc kết hợp lại chị ạ. Tức là phải người ta bác sĩ sẽ phải thay đổi cái phác đồ điều trị cho phù hợp với lại cái tình trạng của chị hiện tại bây giờ. Cho em hỏi là bây giờ làm từ giờ đến Tết là em sẽ về Nghệ An. Vâng ạ. Thì em lên ở chỗ bác sĩ bây giờ đứng ở đâu ạ? Cho em số điện thoại đến bác sĩ khám được không ạ? Vâng. Chị nếu mà chị về Nghệ An thì chị có thể đến chỗ khoa thần kinh chị nhé. Chỗ khoa thần khoa kinh thần kinh của bệnh viện Ba Lan của hả? Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An chị ạ. Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Dạ vâng ạ. Thì khi nói bác sĩ rồi em hỏi bác sĩ em vô khám vì em khám nhiều bác sĩ ở trong này rồi. Vâng. Mà em đau nhiều khi em thực sự là em muốn sức khỏe nên ổn định mà cũng chưa ổn định được. Vâng. Cảm ơn chị đã tin tưởng vào bác sĩ tư vấn của chương trình ạ. Và rất mong là chị sẽ gặp được đúng thầy đúng thuộc để có thể là điều trị dứt điểm căn bệnh đau nửa đầu mà đã kéo dài nhiều năm nay. Xin được cảm ơn chị đã gọi điện thoại với chương trình. Tiếp theo chúng tôi xin được kết nối với một quý vị khán thính giả khác. Alo. Alo. Chào chào bác Thạch ạ. Cảm ơn bác đã gọi điện thoại với chương trình ạ. Xin mời bác. Dạ, bác Đông ạ.
Xin lỗi bác nha, chào bác. Xin mời bác trao đổi với bác sĩ các cái triệu chứng của bác để có thể được bác sĩ tư vấn ạ. À, bác sĩ nói cho tôi là đau nửa đầu phía trái của đằng sau á. Vâng ạ. À, đây là cầu khí đau thì không phải cũng đau lắm nhưng mà cứ nhiều khi làm cái việc khi tắm chủ quán á. Vâng ạ. Là hắn đau tê tái như một kiện bò sau 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 đỉnh đầu phía trái á. Vâng ạ. Mà tê tái là sau là mình lấy cái tay đập 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 một hồi thì nó đỡ. Chứ mà đi lại bình thường nhưng mà khi mà tắm chủ cái việc gì thì mình đau. Vâng. Bắt đầu như thế lâu rồi chưa bán nhà? Tại vì cái đau 4 năm rồi nhưng mà tôi thì cứ thỉnh thoảng tôi đi tiêm cho họ này thân tính còi giấy với chén á. Nhưng mà lâu thì tôi tiêm cũng được. À vâng, tức là xin lỗi bác, năm nay là bác là bao nhiêu tuổi là bao nhiêu bác? Năm nay 45 ạ. 45, 45 nhưng mà đau cái phía đằng sau đúng không ạ? Phía sau phía trái á. Vâng. Thế thì theo bác suy nghĩ là bác đau đầu ở chỗ ấy khả năng là liên quan nhiều đến cái cuộc sống cổ của bác ấy. À, cũng có thể vì tưởng cái đau ở gãy. Ờ, vâng. Vai, hay vai gãy. Từ lần chuyển lên đấy mà chưa vai gãy thì không đau, mà đau đến đâu, đến phía đại đâu á. Vâng. Thế nên là bác nên đi khám để bác sĩ có thể kiểm tra cho bác một là bác sĩ sẽ khám tổng thể cho bác này. Hai đó thì có thể kiểm tra cho bác cái cột sống cổ xem có vấn đề gì không. Rồi sau đó tìm ra nguyên nhân thì lúc ấy mới điều trị được bác ạ. Bác nghe rõ tư vấn của bác sĩ không ạ? À, tôi hỏi việc này, bệnh này có nguy hiểm ạ? À, thật ra cái đau đầu của bác nó kéo dài lâu rồi cho nên là về mức độ nguy hiểm tức thì nó không đáng ngại lắm. Nhưng mà bác nên đi kiểm tra để xác định xem cái có nguyên nhân nào nó tiêm ẩn không, và thứ hai nữa là có cái phác đồ điều trị nó triệt để bác ạ. Vâng. Xin vâng. Cảm ơn bác đã gọi điện thoại với chương trình cảm ạ. Cảm ơn chương trình nha. Dạ, chào bác. Chào bác. Thưa quý vị, rất nhiều điện thoại của quý vị khán thính giả gọi về cái chương trình, nhưng thời lượng có hạn nên chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình này vào lúc 14 giờ 15 phút chiều thứ hai tuần sau trên sóng truyền hình NTV, hoặc nghe lại chương trình vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật hoặc 7 giờ sáng thứ năm tuần sau trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Quý vị quan tâm cũng có thể xem lại chương trình này trên trang điện tử media truyền hình nghệan.vn hoặc nghe lại trên radio vietnam.vn. Trong chuyên mục sức khỏe của bạn tuần sau, chúng tôi sẽ tư vấn về chủ đề bệnh viêm thanh quản. Quý vị có thể gửi câu hỏi qua đường bưu điện theo địa chỉ chuyên mục sức khỏe của bạn, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, hoặc gửi về theo địa chỉ email sức khỏe của bạn ntva@gmail.com. Quý vị cũng có thể gọi điện thoại về số điện thoại 0386262999 trong tất cả các ngày trong tuần để đăng ký được tư vấn. Xin cảm ơn công ty cổ phần dược phẩm OPC đã tài trợ cho chương trình. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Long đã đến tham gia. Vâng, xin chị. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn quý vị và xin kính chào tạm biệt.